Bây giờ cô ví dụ như là gì đây, sau khi làm gì đó, sau khi mình dọn dẹp vệ sinh như hôm trước bài chủ đề mình học đó, sau khi mình quét phòng rồi mình cùng nhau làm nấu ăn nhé, vân vân. Nhưng bây giờ nó có trước thì mình làm trước. Bây giờ ví dụ như cô nói là trước khi ăn cơm thì rửa tay, thì hãy rửa tay, đúng không? Thay vì cách khác, nếu như các bạn muốn gì đây ăn cơm thì các bạn phải rửa tay. À, thì bây giờ trước khi một cái hành động nào đó hoặc trước một cái thời điểm nào đó, nếu đi Vân Từ hay nói cách khác là cái mệnh đề gì đây, so với cái này mệnh đề trước thì cái mệnh đề sau nó xảy ra trước hơn, đó là trước khi ăn cơm thì phải là thì hãy rửa tay đi chẳng hạn, hoặc là thì phải rửa tay. Thì cô có pop mọt tà, trước khi ăn cơm thì phải rửa tay, pop mọt tà pop mọt ki chờ nè, thì là xuân xuân xua rừng xích sư xe xe yêu, hãy rửa tay xua nư xích tạ xua nư xích sư xe xe yêu, trước khi ăn cơm thì hãy rửa tay. Đây mình có chữ sau khi ăn cơm thì tôi rửa chén hay cái nào đó đó, hôm mình sau rồi, bây giờ thì có trước có sau, xong rồi vài hôm nữa mình học tiếp trong hoặc là trong phòng. Mình đi từng cái. Bà bơm một kỳ trời nè, xuống lưng xích sơ xe. Rồi tiếp tục. Bây giờ cô có trước khi khách đến ấy, thì chúng ta phải dọn nhà vệ sinh cho sạch sẽ hay như thế nào đó. Mình muốn mời khách đến nhà thì trước khi khách đã đến ấy, trước khi khách mà đến nhà mình phải dọn nhà sạch sẽ cho người ta đến, nhà sạch sẽ này kia. Rồi bây giờ mình mời người ta đến mà nhà bề bộn, người ta đến, người ta bước vào, người ta đến nhà gì mà bề bộn thế, như thế nào đó, người ta sẽ đánh giá. Thì bây giờ ví dụ như mình bảo là son nim ni, son nim là khách đến nhà đấy, chip b, trước khi khách đến nhà thì gì đây, hãy dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Mình kêu ai đó, mình gọi ai đó chẳng hạn. Son nim mi chip e o ki cho nè, là gì đây, chip vư chân số ha se ha se, hoặc là chân số ha se thôi cũng được, không cần phải nhà cũng được. Chân số ha se son nim mi chip e o ki cho nè, chip vư chân số ha se nè. Còn chỗ này ví dụ như mình không muốn hai cái nhà ở đây, cái nhà nó muốn nhà nữa thì có đây chỗ này bỏ cái chiếc bê cũng được. Trước khi khách đến ấy, thì là hãy dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ. Còn đây nếu mà chiếc bê thì trước khi khách đến nhà đấy thì hãy dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, nó có hai cái nhà. Còn không để chiếc bê cũng được, không sao cả ha. Một cái chân nha, chiếc đơn trần số 2 xe. Trước khi ngủ thì hãy đánh răng, hoặc là nói khác hãy đánh răng trước khi ngủ. Thì bây giờ cô có trước khi ngủ cô có cha ki chờ nè, cha là ngủ đi với ki và cộng với chờ nè, cha ki chờ nè dặn chi đứng ha xe, hoặc là gì đấy y đứng tắc cư xe cũng là đánh răng, y đứng tắc tà y đứng tắc cư xe. Rồi bây giờ tiếp tục. Bây giờ là gì đây? Các bạn là trước khi làm gì nè? Trước khi đi ra ngoài thì các bạn hãy tắt đèn. Trước khi các bạn đi ra ngoài đấy, các bạn hãy tắt đèn trong nhà.
tắt đèn, tắt những thiết bị điện, vậy là tốn điện. Chip B nạ ca chi chân nè, nạ nạ ca tạ, nạ ca là bỏ tạ đi, nạ ca chi chân nè, pull là đèn, pull tắt là cứ tạ. Có coi à, phụ đường coi à, cái tài này hai chữ ca nghe các bạn. Đây cô nhìn lên là gì đây, cô thấy rồi nó thiếu thiếu anh này lại coi rồi nghe, hai chữ ca coi rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, ví dụ như à các bạn, ví dụ như à câu này nó thiết thực nhất này, trước khi nói thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Giống như là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nhiều lần nhau đấy. Trước khi các bạn nói một lời nói nào, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Thì cô gọi là man haki chene hoặc là iyaki haki chene. Man haki chene, man hata là nói. À, ở đây cô có. Trước khi nói thì hãy thử suy nghĩ thật kỹ. Cô có câu như thế. Man hata, man ha ki cho nè, chạy là suy nghĩ kỹ đấy, xem các tha tà đấy, chạy xem các he bo se yo he bài yo. Trước khi nói thì hãy gì đây, thử suy nghĩ cho thật kỹ, chạy xem các he bo se yo. Cái chút này cô rất đơn giản ngay trước khi mình sẽ... Bây giờ tới danh từ. Bây giờ cô ví dụ tới danh từ. Cô bảo là cô đã kết hôn 2 năm trước. Thì có 2 năm cô có ý nhân, đúng không? 2 năm trước ý nhân chờ nè. Cô đã kết hôn gì đây vào 2 năm, 2 năm trước, 2 năm trước đây. Hết rồi à? 2년 전에 결혼했어요. Rồi bây giờ tiếp tục danh từ nào ở đây? Thường thường nó đi với danh từ chỉ thời gian, cho nên là trước cái thời gian nào đó. Thường thường nó đi với danh từ chỉ thời gian, ví dụ 2 năm, 3 năm, 5 năm, 6 năm, đi với là gì đây? À tôi kết hôn vào 2 năm trước, tôi mua cái chiếc xe này ở vào gì đây? À 2 tháng trước. 2 tháng trước, ví dụ như tôi mua chiếc xe này là 2 tháng trước. Thì cô có là gì? 2 tháng là thu tăng. Là 2 tháng. Thu tan chờ nè. Đó. Thu tan chờ nè. Chà rừng sát xoay ạ. Không biết ai thì biết số 2 cũng được. Thu tan chờ nè. À, dẹp bư cha. Dẹp bư ta. Dẹp bư cha. Hành tê.
sa sơ5단전에 예쁜 자른 한 대 샀어요. Bây giờ các bạn để ý cho cô một số danh từ mà nó kết hợp với ha tà để thành động từ, giống như un tông ha tà. Ôn tông là việc tập thể dục thể thao nhưng kết hợp với ha tà trở thành hành động tập thể dục, thành ôn tông ha tà. Nhưng bản chất là ôn tông là danh từ, ha tà là hành động làm, thì hai thằng kết hợp lại thành là tập thể dục. Và công bu ha tà cũng thế, công bu là việc học tập, còn với ha tà thành hành động học. Đó, một số từ nó kết hợp với ha tà nha, danh từ nó đi với ha tà trở thành động từ. Thì ở đây mình có thể sử dụng cấu trúc này vẫn ok như thế này. Ví dụ như cô có un tông ha tà là tập thể dục thể thao đúng không? Un tông không là cái việc thể dục thể thao, gắn với ha tà thành hành động là thành tập thể dục thể thao. Trong trường hợp này cô có hai cái, cô bảo trước khi tập thể dục thì là uống một ly cà phê, hoặc là trước khi tập thể dục thì là mặc quần áo thể dục hay như thế nào đó. À, trước khi tập thể dục phải uống một ly cà phê hoặc uống một ly nước chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ như cô chỗ này, cô muốn dùng un tông ha tà thì cô chia theo động từ. Thì cô có un tông ha ki chone. Mùa rơ hành chan mã sơ, hành chan mã sơ sao trước khi tập thể dục tôi đã uống một ly gì đây, một ly sữa hoặc ly cà phê hoặc là nước đi chẳng hạn, cô lấy nước đi. Mùa rừng hành chan mã sơ sao tôi đã uống một ly nước trước khi tập thể dục chẳng hạn câu này đó. Cô muốn dùng ôn tung ha tà thì cô chia vào động từ. Nhưng bây giờ cô có một trường hợp cô ghi như thế này thôi. Un tông chờ nè, mùa rừng hành trang mà sẽ xe vẫn ok, không sao cả. Đây là chia theo danh từ. Un tông là việc tập thể dục, trước khi trước cái việc tập thể dục này thì cô uống đã uống một ly ly sữa hoặc ly cà phê hoặc ly nước gì đó đó. Ở cho nên cái chỗ này nếu như mình tách ra để nó là danh từ thì mình sẽ chia theo danh từ. Còn đây nguyên cái cụm là người ta là un tông ha tà, đó là hành động rồi, thì mình phải đi với hành động mình chia theo động từ đó. Và hôm nào các bạn thấy là ủa cái từ này là un tông ha tà mà sao chỗ này chỉ có un tông thôi mà đi với chân nên nó lạ quá, tại vì người ta gì đây đi với danh từ thôi, danh từ thì nó đi với chân nên thôi, cho nên là người ta un tông xong người ta cộng với chân nên đó. Tiếp tục mình có từ dạng như từ xích xa ha tà. Xích xa là gì đây? Cái việc dùng bữa, đi với ha tà thành là hành động dùng bữa đúng không? Thì bây giờ ví dụ như cô nói trước khi dùng bữa đấy thì các bạn phải uống cái thuốc này chẳng hạn. À, thì cô có, nếu mà dùng động từ thì cô đi với động từ bình thường. Shisa ha ki chen ne. Y yak tư xe. Từ xe à? Rồi bây giờ cô đây cô không dùng xích xa cái chân nè, mà cô chỉ để là xích xa chờ nè. Ý à cưng từ xe à? Uống ok. Đây hai thằng bạn nha, mình tách gây nói là danh từ thì mình phải đi với danh từ là gì đây, xích xa chờ nè, danh từ đi với chân này thôi. Còn đây xích xa ha tà là hành động, đã thêm ha tà rồi vào, từ nào mà đã có ha tà đó là hành động hết đó. Danh từ mà đi với ha tà hoặc danh từ mà đi với ha tà để trở thành tính từ đấy vân vân thì là gì đây, đa số danh từ đi với ha tà để thành động từ thôi, chứ không danh từ đi với ha tà trở thành tính từ đó. Cho nên là gì đây, là trong những trường hợp như thế này mình có thể dùng giữa tính từ và giữa danh từ và động từ. Động từ thì mình gì đây,
thì mình sử dụng là kitchen nè. Nếu như mình sử dụng xích xa ta, còn lại mình dùng xích xa không thì mình đi với chân chân nè. Từ những trường hợp này ha. Và cô có từ công bu ha ta, cũng thế như hồi nãy cô nói. Công bu là cái việc học thôi. Trước khi học đấy, trước khi học tiếng Hàn thì là các bạn là gì đây? Làm cái gì đó, trước khi học tiếng Hàn thì tôi phải ăn cơm đi chẳng hạn. Hoặc là trước khi học tiếng Hàn thì phải làm gì đây? Phải làm việc nhà đi. Để xong rồi mình học tiếng Hàn được chẳng hạn. Công bu ha kitchen nè. Nếu mà dùng công bu ha ta. Ha kitchen nè. Thì là phật vương một coi hoặc là phật ung một coi thì phật ung một coi xe hoặc là con mua kia trên nè. À, cái gì làm cái gì đây chiếc phương trần xô heo chẳng hạn, bằng giờ vệ sinh nhà hoặc là gì đây cấp pin uống một ly cà phê chẳng hạn, hay làm gì đó cấp pin mà sao mà sai à. Đó. Thì ở đây thay vì công bu haki chân nê, cô có công bu và cô để chân nê thôi, có khi đây mà sao mà sai à bằng nhau. Cho nên là trong một số từ mình sử dụng hoặc là cô sử dụng hoặc là trong sách người ta để như thế hoặc là mình sử dụng trong cái trường hợp này cũng thế, mình muốn sử dụng nó là động từ thì mình đi không bu ha tà là động từ thì mình chia theo động từ, còn nếu như mình sử dụng nó là danh từ mình muốn tách nó ra thằng ha tà để mình lấy công bu thôi thì mình phải chia nó thành danh từ, tại vì từ nào mà không có tà đó là danh từ thì phải chia theo danh từ. Đó. Hôm nào mình bảo à cái từ công bu ha tà này là động từ mà tại sao mà người ta chỉ ghi lại công bu chân e thôi mà không phải là công bu ha ki chân e, thì bây giờ cô có gì đây nói lại cho các bạn hiểu ha. Một số động từ nó kết thúc bằng một số danh từ đấy, nó kết hợp với ha tà để tạo thành động từ, như những chỗ này như cô nói lại công bu là cái việc học thôi, nhưng khi kết hợp ha tà thành hành động học tập. Xích xa cũng thế, xích xa là cái việc dùng bữa, nhưng mà đi với xích xa ha tà thành hành động, các bạn đang dùng bữa à, dùng bữa đấy thành hành động đấy. Và tiếp tục như thế là cái từ gì hồi nãy cô có là từ un tông cũng thế, un tông ghi cái từ un tông thôi là cái việc tập thể dục thể thao, việc tập thể dục thể thao thôi. Khi đi với ha tà thành hành động tập thể dục đó, thì là gì đây, trong cái trường hợp này chân e và hue cũng thế, hue và tà me cũng vậy thôi, hue và tà me thì động từ nó đi với ưng nưng này đúng không, danh từ thì nó đi với hue hoặc là tà me thôi. Cho nên ở trong trường hợp này cô nói công bu ha ki chân e hoặc là cô nói công bu han hue thì bây giờ cô nói công bu hue cũng được luôn, không sao. Đối với trường hợp này nha, ví dụ như mình nhớ lại cái trường hợp hue, công bu han hue hoặc là han tà me, thì bây giờ cô không muốn gì đây công bu han mà cô muốn thêm danh từ, tại vì cái này nó đi được với động từ danh từ, thì là gì đây, mình muốn danh từ thì mình cho danh từ công bu hu, công bu hue đó, vẫn bằng nghĩa nha. Trong trường hợp này với hue cũng thế, đối với trên này cũng thế, trường hợp này ha, tại vì cái cấu trúc này nó đi được với động từ và đi được với danh từ thì danh từ mình cũng chia được, động từ mình cũng chia được khi nói sau hoặc là trước cái gì đó. Rồi bây giờ tạm thời mình lớp mình cái ví dụ này xong rồi tạm thời hôm sau mình học thêm cái kiro ha tà nữa thì mình sẽ ví dụ chung luôn ha. Tạm thời hôm nay thời gian lớp mình hết thời gian rồi cho nên là kết thúc tại đây. Đó, hôm sau mình tìm hiểu thêm nữa, rồi mình tìm hiểu thêm một cái ngữ pháp của bài số 8 đó là kiro ha tà, mình sẽ ví dụ một lượt luôn ha. Tiếp theo cái chân hay này. Rồi cái bài hình như cái bài tiếp theo